Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án IROP OT, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án ETH. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn nút start để share report. Tiếp theo chúng ta nút continue hoàn thành phần captcha. Tiếp theo chúng ta làm nhiệm vụ là join group Telegram. Rồi với nhiệm vụ Twitter Medium chúng ta thì tiến hành follow Twitter và Medium. Follow Twitter thì bạn nhớ ấn vào nút like và retweet là bài đăng. Đây tôi xách những parallel của dự án cũng như là Eventer. Đối với nhiệm vụ Medium thì các bạn bật cho mình VPN lên nhé. Mong em thông cảm vì thời gian hơi gấp, mình sắp có việc 5 giờ mình phải đi rồi. Nên mình làm hơi video hơi nhanh, mong em thông cảm nhé. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào nút Don. Bước tiếp theo chúng ta sẽ copy name của chúng ta, ngay tên ta vào ta paste username Twitter phía dưới đây. Nhiệm vụ Medium chúng ta follow, sau đó chúng ta vào avatar lấy phần username ngay tên ta điền vào. Ta join kênh lớp 6, cũng như chúng ta follow Twitter lớp 6, sau đó các bạn nút Don nhé. Còn địa chỉ ví các bạn dùng địa chỉ ví ở cho link em nhé. Ta copy phần địa chỉ cho link rồi các bạn paste vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án IBS. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, video tiếp theo.